Xin chào thầy cô giáo, xin chào các bạn. Tên là Nguyễn Tấn Vinh, học lớp 5 trường tiểu học Long Bua, sống ở bảng học lý phường Long Bua. Sau đây là bài thuyết trình con à, thuyết trình của con mình tạo ra một cái máy tính, nó tên là máy tính thông minh. Nó có gồm các số nuclein, cos, sin, tan và căng bậc AC. Nút chia thì nó sẽ Thực hiện luôn. nó sẽ chia nhau giống như một cái máy tính. Có số bằng này nó sẽ ra kết quả khi hai số chia nhân trừ cộng căng bậc cos sin tan, ấn là nó sẽ ra kết quả. Rồi con thực hiện thêm tiếp các cái chức năng còn lại nào. Bài thuyết trình của con thấy thấy dài dòng và phức tạp, nhất là tạo ra bốn bốn cái dòng này, bốn cái nói nhất là mấy cái nút tan, sin, cos hay là căng bậc. Sáng tạo cái phần sáng tạo của con là thêm uống cái nút này. Em xin cảm ơn các anh chị và thầy cô đã lắng nghe. Cô cảm ơn phần thuyết trình của Tấn Vinh. Hôm nay cô mới biết là Tấn Vinh học lớp 5 đấy. Vậy mà Tấn Vinh làm được cả những cái nút sin cos tan. Em thấy là em nhờ bác của em. Hướng dẫn là công thức đúng không? Không biết em hướng dẫn em cốt của Hướng dẫn cả cô luôn à? Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của Tấn Vinh. Cô xin mời các bạn nhận xét phần thuyết trình của Tấn Vinh nhé. Cô xin mời Tuấn Minh nào. Con thưa cô là bài thuyết trình tự tin và phần làm của bài có sáng tạo và đầy đủ ạ. Về khả năng thuyết trình của Tấn Vinh thì sao nhỉ? Bài tự tin ạ. Tự tin. Rồi. Tuy nhiên Mà là vẫn có bị lắp ấy. rồi. Còn gì nữa không Tấn Minh? Con thưa cô là không. Rồi, cô cảm ơn Tấn Minh nhé. Cô xin mời bạn tiếp theo nhận xét bài của Tấn Minh. Cô xin mời Nam Khánh nhé. Con thấy bài của bạn hay, bài của em hay trình toàn tạo, nhưng mà giờ đôi khi em như hơi im lặng này. Rồi. Còn gì nữa không hả Nam Khánh? À, với cả chắc là máy tính cái hơi lạ một chút, bởi vì con nghĩ là cái nút chia và nút AC nó cần là cùng nhau tốt hơn. Nút là nút chia và nút AC hay là nút căn? Đó, nút cái clear với AC ấy. À, clear. Rồi. À, cảm ơn con. Thế còn bạn nào có ý kiến khác không? Hay có phần gì cần hỏi Tấn Vinh không? À, không có bạn nào nhận xét nữa thì cô xin nhận xét bài của Tấn Vinh nhé. Đó là Tấn Vinh sản phẩm của Tấn Vinh đã có nhiều chức năng sáng tạo, như là bạn đã tạo thêm được các nút là sin, cos, tan, là nút căn bậc 2 và nút là xóa lần lượt từng ký tự đấy, nút AC đấy. Và
Giao diện thì vẫn còn đơn giản, con nên thêm vào những cái thuộc tính để cho nó có thêm những cái màu sắc đặc biệt hấp dẫn hơn nhé. Về phần thuyết trình của con thì con cũng tự tin và con hiểu về cái chương trình của mình. Tuy nhiên là con cần nói to rõ ràng hơn, và trong quá trình thuyết trình khi mà mình giới thiệu về từng chức năng, khi mình thực hành từng chức năng thì mình cũng giới thiệu luôn, ví dụ đây là nút chia thì con thực hiện luôn phép chia này, ví dụ 9 chia 2 bằng bao nhiêu đấy, con giới thiệu thuyết minh luôn. Thì trong quá trình đó, trong quá trình thuyết minh đấy thì không thấy bị im lặng thì bài thuyết trình của mình sẽ hấp dẫn hơn nhé. Cô cảm ơn phần thuyết trình của Tấn Vinh.